chiều ngày 28 tháng 1, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, 6 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 1553 ở tại các quận 5, quận 6, quận 10 và quận Tân Phú. Tất cả các trường hợp này đều đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Trước đó, trưa cùng ngày, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh họp trực tuyến khẩn với lãnh đạo 24 trung tâm y tế quận huyện trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Hải Dương, Quảng Ninh. Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngành y luôn sẽ đặt ở trạng thái cảnh giác cao nhất, các đội phản ứng nhanh, công tác xét nghiệm đều chuyển sang trạng thái sẵn sàng ra trận, hệ thống y tế đã sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch bệnh khác nhau. Người dân thành phố trong thời điểm hiện nay cần bình tĩnh, truy cập thông tin chính thức từ ngành y tế để hiểu và hành động đúng theo khuyến cáo, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh theo thông điệp 5K, ông Bỉnh khuyến cáo.